Những chiếc máy giặt lòng đứng cửa trên thường sở hữu nhiều ưu điểm như là dễ sử dụng, thiết kế nhỏ gọn và đặc biệt là chúng đều có mức giá khá bình dân, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng lại thấp, cho nên giúp được cho nhiều gia đình có thể mua về phục vụ cho nhu cầu giặt giũ của mình. Và nếu như các bạn đang muốn tìm mua một chiếc máy giặt cửa trên thì đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay nha. Bởi vì ngay sau đây, Hồng Hạnh sẽ điểm qua top 5 chiếc máy giặt cửa trên bán chạy nhất trong năm 2020 tại Điện Máy Xanh. Đó là những sản phẩm nào? Hãy cùng theo dõi tiếp video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên góp mặt trong danh sách này đó chính là chiếc máy giặt Aqua Invector AQVKDR100ETS. Mẫu này được ra mắt vào năm 2019 và sản xuất tại Việt Nam. Máy có khối lượng giặt khá lớn lên đến 10kg nên những gia đình đông thành viên từ 5 đến 7 người sẽ rất phù hợp. Những ưu điểm vượt trội của máy có thể kể đến như nó được ứng dụng công nghệ Invector, mang lại khả năng tiết kiệm điện tốt. Đặc biệt, với việc sử dụng động cơ truyền động trực tiếp, mang đến khả năng vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và gia tăng độ bền. Bảng điều khiển của máy thì có chú thích tiếng Việt, dễ sử dụng, trang bị khá nhiều chương trình giặt, có cả chương trình vệ sinh lồng giặt tự động, giúp tiết kiệm chi phí, tăng độ bền cho máy. Ngoài ra thì máy cũng có thiết kế đẹp mắt, cửa kính cường lực chống sập tiện dụng, thiết kế lồng giặt kiểu pillow bằng chất liệu thép không gỉ giúp hạn chế gây tổn hại đến bề mặt quần áo. Đặc biệt, với thiết kế mâm giặt kép Twin Pulsator với hai mâm giặt chuyển động ngược chiều trong quá trình vận hành, tạo ra được dòng nước xoáy chuyển động đa chiều mạnh mẽ, giúp quần áo được giặt sạch hiệu quả hơn. Đồng thời thì sự có mặt của công nghệ Nano Ag cộng còn giúp kháng khuẩn, khử mùi cho quần áo thêm phần sạch sẽ và an toàn. Vị trí thứ tư thuộc về mẫu máy giặt AVK-A800SVVKB của thương hiệu Toshiba. Sản phẩm này thì được ra mắt tận năm 2016, sản xuất tại Thái Lan và vẫn giữ được doanh số tốt cho đến hiện nay. Với khối lượng giặt là 7kg, nó phù hợp với những gia đình phòng trọ nhỏ từ 2 đến 3 thành viên. Những ưu điểm nổi bật của máy có thể kể đến như có thiết kế mâm giặt Hybrid Powerful giúp tạo luồng nước mạnh, giúp việc giặt quần áo được sạch sẽ hơn. Bên trong có bộ lọc sinh học giúp lọc bỏ sơ vải, cặn bẩn tốt hơn trong quá trình giặt, hạn chế tình trạng bám cặn vải lên quần áo. Máy có tính năng vắt cực khô giúp giảm thời gian phơi cho chúng ta nhanh chóng có quần áo khô để mặc. Chiếc máy giặt này còn có thể tự động khởi động lại sau khi cúp điện nên sẽ không làm gián đoạn việc giặt đồ của bạn. Ngoài ra thì máy cũng có những ưu điểm khác như là bảng điều khiển được chú thích tiếng Việt, dễ dùng, giá cả bình dân nên được nhiều khách hàng yêu thích. Vị trí thứ 3 tiếp tục là một sản phẩm của Toshiba với mẫu máy giặt AVK-G1000GVVKG. Mẫu này cũng được ra mắt khá lâu, từ năm 2017 luôn và nó cũng được sản xuất tại Thái Lan. Máy có khối lượng giặt là 9kg nên gia đình nào có từ 3 đến 5 thành viên thì lựa chọn mẫu này sẽ rất hợp lý. Toshiba trang bị công nghệ giặt cô đặc bọt khí giúp cho các bọt bong bóng xà phòng thấm vào các sợi vải, dễ dàng đánh bật các vết bẩn nhanh chóng hơn. Ngoài ra với thiết kế lồng giặt kiểu ngôi sao pha lê giúp giặt quần áo một cách nhẹ nhàng nhưng không gây hư hại bề mặt vải. Toshiba còn trang bị mâm giặt Hybrid Powerful tạo ra dòng nước đa chiều có lực đẩy cực mạnh và công nghệ hiệu ứng thác nước đuôi giúp hiệu quả giặt tẩy được tốt hơn. Nó còn có tính năng giặt lưu giữ hương thơm Fragrance Course cho quần áo thêm mềm mại và thơm mát sau mỗi lần giặt. Toshiba tiếp tục chiếm thêm một vị trí với mẫu máy giặt AVK-F920LVVKB nằm ở vị trí thứ 2. Sở hữu khối lượng giặt là 8,2kg nên những gia đình nào có từ 3 đến 5 người sẽ rất phù hợp. Máy cũng được ra mắt từ rất lâu rồi, từ năm 2015, nhưng nhờ sự ổn định, bền bỉ đã chiếm được nhiều sự yêu thích từ khách hàng. Những điểm mạnh của máy có thể kể đến như có công nghệ giặt Mega Power Wash mang lại khả năng giặt mạnh mẽ hơn nhờ mâm giặt 3 cánh tạo nên dòng nước 3 chiều mạnh mẽ giúp xoáy sâu và đánh bật các vết bẩn một cách hiệu quả nhất. Nó cũng có công nghệ giặt cô đặc bằng bọt khí vốn rất nổi tiếng của Toshiba giúp bọt xà phòng thấm sâu vào các sợi vải và loại bỏ vết bẩn tốt hơn. Ngoài ra thì với thiết kế lồng giặt ngôi sao pha lê, nó cũng giúp chà sát quần áo và loại bỏ vết bẩn hiệu quả hơn nhưng không gây hại cho bề mặt vải. Tính năng giặt lưu giữ hương thơm Fragrance Course của máy sẽ giúp quần áo luôn được thơm tho và dễ chịu hơn sau khi giặt. Đặc biệt, để máy bền bỉ hơn, Toshiba còn trang bị tính năng tự vệ sinh làm sạch và làm khô lồng giặt. Như vậy mà lồng giặt được sạch sẽ và khô thoáng hơn. Và dẫn đầu danh sách là một đại diện đến từ Panasonic với mẫu máy giặt NA-F90A4GRV. Mẫu máy giặt này thì cũng được ra mắt từ khá lâu, năm 2017 và được sản xuất tại Việt Nam.
tuy được ra mắt khá lâu nhưng với nhiều ưu điểm nổi bật nên đây vẫn là sự lựa chọn của rất nhiều khách hàng khi chọn mua những chiếc máy giặt lòng đứng. Máy có khối lượng giặt là 9 kg, với những gia đình có từ 3 đến 5 người sẽ rất phù hợp. Máy được thiết kế với bảng điều khiển tiếng Việt trực quan, dễ sử dụng. Cùng với đó là những trang bị công nghệ hiện đại như có thể sử dụng tốt ngay cả khi ở những khu vực có áp lực nước yếu. Trang bị hệ thống Active Foam giúp đánh tan sản phẩm thành những bọt khí li ti, thẩm thấu cực nhanh vào quần áo, giúp đánh bật các vết bẩn trên bề mặt vải được hiệu quả nhất. Với thiết kế lồng giặt kiểu Sazanami được làm từ thép không gỉ sẽ giúp bảo vệ bề mặt vải khỏi nguy cơ bị hư tổn trong quá trình giặt, cho quần áo luôn bền đẹp. Cùng với đó là công nghệ luồng nước Dancing giúp tạo lực nước mạnh mẽ, giúp nhào trộn và giặt sạch quần áo đều hơn. Máy được trang bị nhiều chương trình giặt và chế độ sử dụng, đặc biệt là có chế độ sấy gió 90 phút giúp quần áo mau khô hơn, tiết kiệm thời gian phơi quần áo. Tính năng tự động vệ sinh lồng giặt của máy giúp loại bỏ các cặn vải, chất bẩn tích tụ trong lồng giặt được sạch sẽ và bền bỉ hơn theo thời gian. Với những cái tên vừa rồi thì đây đều là những mẫu máy giặt cửa trên sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật với mức giá thành cạnh tranh và phù hợp với nhiều khách hàng, cho nên được lựa chọn mua rất nhiều. Và trong top 5 vừa rồi, các bạn cảm thấy yêu thích mẫu máy giặt nào nhất? Hãy để lại cảm nhận của mình ở phía dưới phần bình luận nha. Và nếu như các bạn đã chọn lựa được một mẫu ưng ý rồi thì đừng ngần ngại gọi ngay về tổng đài của Điện Máy Xanh 1800 1061 hoặc truy cập vào website dienmayxanh.com để lựa chọn mua ngay nha. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.